Phi vậy thì có là gì? Hoàng hậu lớn tuổi cũng từng thất sủng. Đợi ngày nào đó hoàng thượng chán chê bãi triệt để, ngôi hoàng hậu sẽ thuộc về bổn cung. Lý Ngọc, truyền ý chỉ của trẫm, phong phi như thường, nhưng trẫm không muốn nhìn thấy a tiện phụ này nữa. Nói với người của kính sử phòng, bỏ lục đầu bài của cô ta, không cho cô ta được thị tẩm, cấm túc cô ta trong điện các của cô ta, không chỉ không được ra.